Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ tả, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 101, phế vật. Tả Chi Phi hít sâu một hơi. Thứ ba là gì? Ta nhận của Quý Lăng xuyên hai ngàn lượng, lấy tiền tài người để tiêu tai, đây là nhân nghĩa của việc hóa ma, lão phu nhân cho ta thấy tâm ma của bà là vì bà là tín nhiệm ta ta phải dốc hết sức để hóa ma cho bà mới đúng." Yến Tam hợp cúi đầu, lẩm bẩm, "Những thứ này, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi không nói thì tất nhiên ta sẽ không hiểu." Tả Chi Phi từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt sáng quắc như lửa. Nhà đầu này rõ ràng mềm lòng thiện ý, nhưng lại cứ treo một lớp băng trên mặt, có ngốc không biết. "Yến Tam hợp, tiếp theo ngươi có thể nghe ta nói hết không? Ngươi có thể buông tay ta ra trước đi." nhà đầu này thấp hơn hắn chừng một cái đầu, nhưng khí thế lại cao hơn hắn một cái đầu, tạ chi phi khẽ cười, buông lỏng tay ra. Thế này đi, chúng ta chia làm hai đường. Hai đường gì, công phu tay chân của Chu Thanh và Hoàng Kỳ rất nhanh, ta bảo bọn họ lập tức chạy về Kinh Thành. Ngươi và tên phế vật kia. Yến Tam hợp hết sức kinh ngạc. Muốn đi theo chúng ta. Tạ Chi Phi gật đầu. Phải đi theo. Yến Tam hợp. Không có chỗ thương lượng. Tạ Chi Phi nhìn nàng, lắc đầu. Không có. Yến Tam Hợp nhìn tên phế vật, lại nhìn Tạ Chi Phi, lạnh lùng cười. Ở khách điếm nghỉ ngơi và hồi phục ba canh giờ rồi xuất phát. Bùi tiếu mở to hai mắt, chỉ vào bóng lưng Yến Tam Hợp, lại chỉ chính mình, không quá chắc chắn hỏi. Tạ ngũ thập, nàng ta nói phế vật là chỉ, ngươi. Phế vật bày ra vẻ mặt chết không luyến tiếc. Muốn đi chết quá. Tạ chi phi đẩy hắn một cái. Được rồi, đừng thất thần nữa, chỉ ba canh giờ thôi, chúng ta phải làm rất nhiều chuyện đấy. Bùi tiếu còn chưa hoàn hồn từ sự nhục nhã, lầm bầm nói. Gì chứ, không phải các ngươi đã sắp xếp xong rồi sao? Lúc này đến phiên tả tam ra bày vẻ mặt đời này không có gì luyến tiếc. Tổ tông này sao lại nghiện làm phế vật rồi? Tả chi phi trở về khách điếm, ánh mắt đảo qua, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn đã biến mất. Người đâu? Chu Thanh nói hai vị cô nương ở trong phòng nghỉ ngơi rồi. Vũ Trần đâu, cũng đã ngủ rồi. Tạ Chi Phi âm thầm hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình không nên hoảng hốt, chuyện này phải sắp xếp thật ổn thỏa. Hai người chờ Vũ Trần tỉnh ngủ, phụ trách đưa mẫu thân về an toàn. Hai thị vệ binh Mã Ti cùng đáp. Vâng, Tam gia, lên lầu tìm một phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, Chu Thanh, Hoàng Kỳ, hai người lại đây. Tạ Chi Phi ven áo bào, ngồi xuống trước bàn vuông ngồi hết đi. Chu Thanh và Hoàng Kỳ không biết chuyện gì, nhìn nhau một cái, rồi ngồi xuống. Chuyện khẩn cấp, ta nói ngắn gọn. Tả chi phi. Hai người vất vả một chút, hãy chạy suốt đêm về Kinh Thành. Chu Thanh biến sắc. Tam gia, vậy ngài thì sao? Tam gia khoát tay, ý bảo hắn khoan nói đã. Sau khi Hoàng Kỳ trở lại Kinh Thành, đầu tiên nói với lão gia nhà ngươi một tiếng, nói rõ Minh Đình bị ta kéo ra ngoài làm việc, bảo lão gia nhà ngươi giúp minh đình đến nhà môn xin nghỉ dài hạn sau đó ngươi đến chỗ mai nương lấy ba ngàn lượng bạc hoàng kỳ hỏi tam gia ngân phiếu hay là tiền mặt đều muốn tạ chi phi quay đầu nhìn chu thanh trở về nói với lão gia lão phu nhân một tiếng còn có đại ca ta chu thanh bên binh mã ti có cần xin nghỉ không xin tạ chi phi ngươi âm thầm chọn năm sáu vinh đệ thân thủ tốt ở sở lời còn chưa dứt Bùi Tiếu không được tự nhiên xông tới. Tạ ngũ thập, năm sáu người làm sao đủ. Chính ngươi nói muốn chọn chừng trăm người, sao giờ ngươi lật lọng thế? Tạ chi phi bị hắn quấy dày đến nổi khùng, đứng lên túm lấy vạt áo trước của hắn. Ta cũng muốn tìm một trăm người, nhưng chuyện này có thể để lộ ra sao? Hả? Lời nói như nện một cây thiết trùy lên chán bùi tiếu. Đúng vậy, việc này không thể lộ ra, lỡ như bị người của hán vương biết được thì chẳng phải là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp sao bùi tiếu đảo trong mắt nảy ra một ý hay tạ ngũ thập ta có một chủ ý ngươi có muốn nghe không tổ tông à đã đến lúc này rồi có dám mau thả đi coi như ta xin ngươi đó có được không tăng lục đảo ở đại hoa có ngàn vạn chùa miếu nam trực lệ bắc trực lệ bùi tiện thế ta đều từng đích thân khảo xảo lưỡng quảng lưỡng hồ bởi vì núi cao đường xa nên đến giờ vẫn kéo dài chưa đi. ngươi định nếu không muốn cho người ta hoài nghi vậy thì diễn trọn bộ đi. Bùi Tiếu cười gần nói. Toàn bộ kinh thành đều biết tà tam gia ngươi là tên quỷ đoàn mệnh, ngươi cũng đừng kiếm cớ gì cả, trực tiếp nói bệnh không ra ngoài, còn ta thì đi lưỡng quảng tuần tra. không mang theo người của binh mã ti kia sao? không mang theo ai cả. Bùi Tiếu gật đầu với Hoàng Kỳ. Thay ta báo cho Tả Thiện Thế đại nhân một tiếng. Hoàng Kỳ do dự nói ra, cái nên vô năng nhà ngươi. Bùi tiếu bổ đầu mắng. Bùi đại nhân ta đi, hắn có thể không đi sao, hắn cảm ơn ta còn không kịp nữa kìa. Ra. Hoàng kỳ ấm ức. Tiểu nhân là muốn hỏi, có cần mang theo quan ấn gì không? Ta mắng sai rồi sao? Bùi tiếu tuyệt không thừa nhận. Không có mấy thứ này, ra của ngươi làm sao vào chùa ăn trực uống trực được, làm sao tìm võ tăng đến bảo vệ, đúng là ngu xuẩn. Hoàng kỳ bị mắng đến cúi thấp hơn ba tắc bĩu môi, ấm ức. Tạ ngũ thập, ngươi thấy chủ ý này thế nào? Tạ ngũ thập rất muốn ném người này lên trời, sau đó tiếp lấy ném lên trời lại. Ý tưởng này vô cùng tốt. Tạ chi phi buông tay ra, nghiêm trang xoa xoa nếp nhăn trên quần áo cho hắn, tán thưởng. Rất tốt. Chu Thanh, mài mực. Vâng, chỉ khen ta một câu thôi sao? Bùi tiếu ngẩng đầu nửa ngày, bất đắc dĩ cúi xuống, lại gần hỏi. Viết cho ai thế? Tạ Chi Phi cầm bút lên, chấm mực nước, để lại hai chữ, hoài nhân. Ngươi có lời gì muốn nói với hắn không? Y ngừng đầu hỏi. Bùi tiếu thu lại nụ cười. Nhiều lắm, ngươi có thể để cho ta nói vài câu sao? Một câu, tạ ngũ thập, con bà nó ngươi là tên khốn kiếp. Một câu ư, trong lòng lão tử có một trăm câu muốn nói với hắn đây nè. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Hai chữ, bảo trọng. Ngươi nói bảo trọng, vậy ta sẽ nói là sức khỏe, đỡ cho ngươi con bà nó nói ta viết thư không có vần điệu. Ngay khi Bùi Đại Nhân biến sắc, há mồm định mắng, thì tả Chi Phi dùng chân đá Bùi Tiếu một cước. Thu hồi câu nói kia, chuyến này ngươi có tác dụng lớn nhất, Bùi Đại Nhân. Bùi Tiếu liếc hắn một cái xem thường. Lời này ở trước mặt ta nói có ích lợi gì, nói cho bà đồng họ Yến kia nghe đi. Để nàng ta nghe cho rõ đi. Trong phòng, Yến Tam Hợp nằm ở trên giường, Thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng đầu óc vẫn không ngừng chuyển động. Lý Bất Ngôn chống nửa người nhìn nàng, "Không yên tâm sao? Làm sao ngươi biết, lúc ngươi không yên tâm, thân thể sẽ cứng đờ như người chết." Lý Bất Ngôn xuống giường, tìm ra một cái khăn sạch sẽ từ trong bao quần áo, nhét vào trong tay Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp nắm chặt, xoay người ôm lấy cánh tay Lý Bất Ngôn, nhẹ giọng nói, "Tâm ma 50 năm trước ta chưa bao giờ giải, sợ mình lực bất tòng tâm." Nói bừa, tâm ma của mẫu thân ta không phải là nhờ ngươi giải đó sao?" Lý Bất Ngôn khẽ vỗ vỗ nàng. "Bà ấy bao nhiêu năm rồi cơ chứ, tâm ma của bà ấy còn ly kỳ như thế, nói ra có mấy người có thể tin. Ngươi không phải cũng đẩy quan tài lại cho bà rồi sao?" Chương 102: Biến thái. Mẫu thân của Lý Bất Ngôn tên là Lý Do, là tâm ma đầu tiên mà nàng giải, trước khi chết Lý Do nhìn thấy chính là một bầu trời đêm sâu thẳm tâm ma này nàng mất cả một năm mới tìm được căn nguyên thì ra cuối bầu trời đêm còn có một thế giới khác ở thế giới kia nữ nhân có thể giống như nam nhân đi vào học đường để học học xong còn có thể ra ngoài kiếm tiền nam nhân ở thế giới kia chỉ có thể có một thê tử nữ tử có thể lựa chọn lập gia đình hoặc không gả cho người khác rồi còn có thể lựa chọn ly hôn sau khi ly hôn còn có thể tái giá lần nữa cho đến khi chết lý do vẫn muốn trở lại thế giới kia Tam hợp, đừng sợ. Lý bất ngôn nỉ non nói. Ngươi thông minh như vậy, trên đời này không có tâm ma nào mà ngươi không giải được chứ. Nhưng ta không giải được bí ẩn trên người mình. Yến tam hợp ánh mắt khó có được mờ mịt. Ta là ai? Ta từ đâu tới? Phụ mẫu là ai? Vì sao ta không có ký ức trước kia? Vì sao nhiệt độ cơ thể của ta thấp hơn người khác? Vì sao ta không hề sợ lạnh? Dừng lại. Lý bất ngôn cười khẽ nói. Ta nói này, yến tam hợp mềm yếu không hợp với tính cách của ngươi, mẫu thân ta nói làm chuyện không hợp với tính cách hay dễ biến thái lắm. Biến thái là gì? Là không bình thường, sẽ phát điên, ta chỉ khiến người khác phát điên thôi. Tiểu thư của ta, vậy là đúng rồi. Lý bất ngôn thay nàng đắp chăn. Ngủ đi, ba canh giờ sau lại phải bốn ba cả ngày đêm. Yến tam hợp ôm chặt cánh tay trong ngực. Tháng ba trốn nhân gian, gió thổi ấm áp, chim yến bay về, hoa nở rộ nàng không cảm thấy có gì tốt cả. Nhưng ở bên cạnh Lý Bất Ngôn, thì là ngàn tốt vạn tốt. Chưa tới ba canh giờ, trời đã tờ mờ sáng. Cầu thang có tiếng động. Tả Chi Phi ghé vào bàn ngủ gục, ngẩng đầu lên thì thấy trong lòng rối loạn. Trên cầu thang, chủ tờ Yến tam hợp một trước một sau đi xuống, hai người buộc tóc cao lên, đều mặc đồ nam tử, phía sau mỗi người đeo một tay nải. Vết máu trên tràn Yến tam hợp đã chóc phải, để lại một vết sẹo rất nhạt, màu sắc còn hơi hồng hồng. Gương mặt vì vừa mới tỉnh ngủ, nên có hơi nhập nhèm. Không thể không thừa nhận, nhà đầu này rất xinh. Tạ Chi Phi che giấu cảm xúc ho khan một tiếng. Ăn điểm tâm rồi mới xuất phát. Được. Yến Tam hợp ngồi xuống, đặt bao quần áo lên ghế, sau đó cúi đầu che miệng ngáp một cái. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn nước vì ngáp, nước mắt trong trẻo che khuất sự lạnh lùng, chỉ còn lại sự mềm mại. Tạ Chi Phi hồi lâu mới thở đều. Cái này. Lời vừa dứt, Tạ Chi Phi tự thấy giận bản thân. Còn chưa nghĩ muốn nói gì đã cái này, cái kia. Ngươi là chưa từng thấy nữ tử xinh đẹp, hay là như thế nào hả? Ngươi muốn nói cái gì? Yến Tam hợp nhíu mày. Sáng sớm nói ấp a ấp úng, chưa tỉnh ngủ phòng. Là thế này, Chu Thanh và Hoàng Kỳ đã sớm xuất phát, Vũ Trần cũng đã rời đi, bốn người chúng ta một con ngựa, một chiếc xe, ai cưới ngựa, Ai lái xe? Tả tam gia làm ra dáng vẻ khó xử. Chuyện này phải thương lượng. Yến tam hợp dùng ánh mắt hỏi Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn chống cằm nói. Ta không lái xe, mệt lắm, bùi đại nhân mông không tốt, không thể cưỡi ngựa, vậy để ta cưỡi ngựa. Nghe Lý Bất Ngôn nói như vậy, tạ chi phi không có thấy bất ngờ lắm. Được rồi, để ta lái xe. Yến tam hợp, ngươi biết lái. Tạ chi phi liếc Yến tam hợp một cái, không lên tiếng cái nhìn kia ý tứ là cô nương, ngươi khinh thường ai thế hả? Yến Tam hợp vì ngủ được một giấc ngon nên không muốn tỏ thái độ với hắn, chỉ coi như không lĩnh hội được cái liếc mắt kia. đúng lúc này, trường quỹ khách sạn mang theo hộp thức ăn đi tới. khách quan, bốn bát mì dương xuân, tám cái bánh bao thịt, tám cái bánh hành, các ngươi xem còn muốn những gì nữa không? Yến Tam hợp, ta muốn mua hết lương khô trong bếp của các ngươi, hả? Trường Quầy sừng sốt đưa tay chỉ tạ chi phi. Đều bị vị quan gia này mua hết rồi. Lúc này đến phiên yến tam hợp liếc tạ chi phi một cái. Tạ chi phi cũng cố ý không hiểu ý tứ trong mắt cô, cầm đũa lên, ăn mì. Yến tam hợp sừng sốt một lát, sau đó mới nghĩ đến một chuyện. Lúc ấy, mình bắt cóc tạ nhi lập rời khỏi tạ ra, chọn một gian khách điếm ở lại, lại mua hết lương khô trong phòng bếp khách điếm. Hắn học mình sao? Tiến bộ đấy. Yến Tam Hợp vừa thầm khen một câu, đột nhiên lại nghĩ đến cảnh tượng lần đó mình bị hắn bắt ba ba trong dọ ở trong hẻm nhỏ kia. Hít vào, thở ra. Ấy, bùi đại nhân đâu? Lúc này Lý Bất Ngôn đột nhiên hỏi. Tả Chi Phi chỉ ra bên ngoài. Ngón tay còn chưa buông xuống, thì đã thấy bùi tiếu dương dương đắc ý bước vào ngưỡng cửa. Tả ngũ thập, ta lót hai giường đệm chăn ở trong xe ngựa rồi, chắc không làm đau mông của ta nữa đâu nhỉ lại hít vào, lại thở ra. Yến Tam hợp hung hăng cắn một miếng mì sợi. Vốn đã lót hai tấm đệm rồi, giờ lại lót thêm hai miếng được, ta có thể đá cái tên vô năng này xuống xe luôn không? Bác Tư, chiếu ngục, hành lang âm u chật trội, ánh nến nhảy nhót giống như lửa quỷ, mùi máu tươi sông vào mũi, tiếng kêu rên giống như oan hồn tràn ngập toàn bộ lao ngục. Triệu diệt thời đứng trước cửa, thần sắc đạm sắc, cánh cửa kết một tiếng mở ra lão ngự sử lục thời từ bên trong đi ra, hành lễ với triệu diệp thời. Điện hạ, quý lăng xuyên sống chết không chịu khai. Triệu diệp thời lạnh lùng nói. Vậy dùng hình đi. Lục thời lắc đầu. Hình thì phải dùng, nhưng không phải bây giờ, trong tay ta không có chuyện khai ra vì chịu cực hình, càng không có án oan. Lục đại nhân. Triệu diệp thời cúi người thi lễ với lục thời, khiến sắc mặt lục thời đại biến. Điện hạ, tuyệt đối không được. Lão đại nhân, lễ này là vì phụ thân ta. Triệu diệt thời bi thương. Hộ bộ làm việc dưới tay phụ thân nhiều năm, cũng chưa từng nghĩ thủ hạ lại có hạng chuột trùng như thế, dung túng là một tội nặng, sơ ý là một tội nặng nữa. Lục thời thở dài. Tính tình thái tử nhân từ nhất, người trong thiên hạ đều biết. Từ không trường binh, nghĩa không trưởng tài, tính cách này của người, khó trách hoàng thượng. Giọng triệu diệt thời nghẹn ngào quay đầu ném đi nơi khác. Điện hạ. Triệu diệt thời quay đầu lại, không dám tin nhìn hắn. Lục thời vuốt sâu. Điện hạ còn gì dặn dò không? Lão đại nhân, ta không có gì dặn dò cả, cứ phá án theo lẽ công bằng đi. Vâng. Lục thời hành lễ xong, vừa định xoay người thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cuối cùng tiến lên một bước thấp giọng nói. Quý đại nhân có lời muốn ta chuyển cho điện hạ. Triệu diệt thời. Mời lão đại nhân nói. Lục thời. Hắn nói cảm ơn điện hạ đã che chở. Lời này về tư, nên cảm ơn, về công. Triệu Diệp thời sừng sốt một lát, cười khổ nói. Về công, ta phụ sự tín nhiệm và bồi dưỡng của Hoàng thượng, giấu giếm tư tâm. Lục thời không nói tiếp, khom người hành lễ sau, lần nữa đẩy cửa đi vào, bắt đầu vòng thẩm vấn mới. Triệu Diệp thời tu nụ cười khổ lại, cho đến khi trên mặt không nhìn ra chút hỉ nộ nào mới quay lưng đi ra chiếu mục. Dưới bóng cây, thị vệ thẩm trùng đang cúi đầu, thấy chủ tử đi ra thì vội vàng nghênh đón hai mắt triệu diệp thời liếc sang một bên. Thẩm trùng ngầm hiểu, lúc này sửa lời nói. Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Trường 103, mượn cớ. Các trưởng quan bác ti vừa nghe nói Hoàng Thái Tôn muốn rời đi, thì đồng loạt tiến lên hành lễ. Bác ti lão đại thái tứ thì tự mình đưa đến cửa, đỡ triệu diệp lên xe. Nghi giá của Hoàng Thái Tôn kém hơn một bậc so với nghi giá thái tử, nhưng cũng là trùng trùng điệp điệp. Xe ngựa đi đến đầu ngõ Bắc Ti, thẩm trùng giao ngựa cho thủ hạ, thân thể khẽ khàng như một con mèo chui vào xe ngựa. Triệu Diệp thời đột nhiên mở mắt. Nói đi, có chuyện gì? Điện hạ, hai chuyện lớn. Thẩm trùng nói. Trương gia một canh giờ trước cầu kiến Thái tử Phi. Gặp mẫu thân, Thái tử Phi từ chối không gặp, nhưng người trương gia chưa từ bỏ ý định, đang chờ ở phủ chúng ta. Kinh doanh tốt đấy. Triệu Diệp thời cười gần một tiếng. Nói chuyện thứ hai đi thẩm trùng móc ra một phong thư từ trong ngực. Điện hạ, đây là Chu Thanh vừa mới đưa tới. Triệu Diệp thời đọc xong thư, khóe miệng hơi cong lên. Ra, là chuyện tốt sao? Coi như vậy đi. Triệu Diệp thời nhìn thẩm trùng một cái. Vị trí binh mã tí Bắc Thành, có nhiều người nhớ thương không? Thẩm sung nói. Người nhớ thương vị trí đó cũng nhiều như người nhớ thương tả phủ tam ra vậy. Triệu Diệp thời suy nghĩ một lát. Tam gia bị bệnh, e phải hai ba tháng mới khỏi hẳn, vị trí đó ngươi giúp hắn trông giúp, đừng ai hỏng mong nhớ đến nó cả. Vâng, ngày mai vào chiều, tìm người hạc tội tăng lục tự tả thiện thế đi. Điện hạ, hạc hắn tội gì ạ? À? Số lượng tu sĩ ở chùa lưỡng quảng không rõ ràng. Ngón cái tay trái vân về ngón trò tay phải của triệu diệp thời vài cái, nhẹ giọng nói. Hắc hắn tội thiếu hụt quân lương triều đình. Thẩm trùng hốt hoảng. Điện hạ. Không làm như vậy, làm sao có thể giúp Minh Đình che giấu? Triệu Diệp Thời Tả thiện thế, hữu thiện thế, hay Minh Đình làm cũng đều là không việc nhàn rỗi. Vâng, đúng rồi, con trai độc nhất của tả thị lang hình bộ tên là gì? Hồi Điện Hạ, là Từ Thịnh, tam gia trong thư cố ý dặn dò, muốn ngươi chặt một chân hắn, làm gọn gàng một chút. Thẩm trùng, hắn bị bệnh, Minh Đình lại không ở trong kinh, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Triệu Diệp Thời cười khẽ một tiếng, Tên nhóc này nhìn như lúc nào cũng cười cười, nhưng trong lòng thù dai lắm. Sau giờ ngọ hàn lâm viện, tất cả mọi người ăn cơm no, ở trong phòng mình ngủ chưa? Tả nhi lập nghĩ lão Tam một đêm không về thì chờ mình, lại đứng dậy khỏi giường. Vừa muốn gọi người thì Chu Thanh đã lắc mình đi vào. Đại gia, lão tam đâu? Chu Thanh tiến lên ghé vào bên tai tả nhi lập nói nhỏ. Vừa nói mấy câu, sắc mặt tả nhi lập đã thay đổi. Chu Thanh không đợi hắn nói đã vội la lên. Bên cạnh Tam gia và Bùi gia không có ai, bà cũng không mang theo nhiều lắm, ta phải lập tức đuổi theo. Hai chữ. Chờ đã. Còn đang ở trong cổ họng tạ nghi lập thì Chu Thanh đã đến ngoài viện rồi. Tay chân nhanh thật, hắn lầm bầm một câu, ngồi xuống ghế thái sư. Người đã ở ngoài mấy trăm trượng, đuổi không lại, trước mắt phải xem làm thế nào để che giấu sự việc đây. Giả bệnh tên nhóc kia nghĩ cũng hay đó tạ phù tam gia bị bệnh người ở kinh thành đến thăm bệnh phải có bao nhiêu người chứ không được việc này còn phải thương lượng với phụ thân mời ông quyết định xem bệnh này phải giả bộ như nào để không xảy ra sai sót về phần yến tam hợp phía lão phu nhân cũng phải tìm lý do nếu không thì lại náo loạn nữa tạ nhi lập chỉ cảm thấy đau cả đầu giờ phút này người còn nhức đầu hơn cả tạ nhi lập là bùi đại nhân bốn tầng chăn đệm ở trong xe ngựa, trên thân thể thì thoải mái, nhưng tinh thần thì cực kỳ khổ sở. Nhìn kìa, ánh mắt như lưỡi đao của bà đồng họ Yến lại chém tới. Bà cô của ta ơi, người nhìn cái gì vậy, bùi đại nhân ta bán nghệ không bán thân đâu nhé. Người nhìn cái gì vậy? Yến Tam Hợp cuối cùng không thể nhịn được nữa. Người này ngồi vào xe ngựa, thì bắt đầu động đẩy, động đẩy một lát lại yên ổn. Không những động đẩy hắn còn nhìn nàng, nhìn tây nhìn đông. Hai chúng ta rốt cuộc ai nhìn ai? Bùi đại nhân thở dài một tiếng. Ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi? Ta không nhìn ngươi, làm sao biết ngươi đang nhìn ta? Không thể ỷ vào ngươi là cô nương, thì có thể bắt nạt người như vậy được. Ta không muốn bắt nạt ngươi, ta muốn đánh ngươi. Yến tam hợp. Tạ ta tam gia, dừng xe. Tạ chi phi siết chặt dây cương, xe ngựa vững vàng dừng lại. Làm sao vậy? lý bất ngôn xoay người xuống ngựa tả chi phi cũng nhảy xuống xe ngựa xảy ra chuyện gì thế trong xe ngột ngạt ta cưỡi ngựa hít thở một chút yến tam hợp không nói nhiều được ta đổi với ngươi lý bất ngôn nhét roi vào tay yến tam hợp tả chi phi quay đầu liếc mắt nhìn xe ngựa hắn bắt nạt ngươi sao tả ngũ thập ta nào dám đâu bùi đại nhân vén màn xe lên lộ ra khuôn mặt hết sức thành khẩn nhân phẩm của ta ngươi còn không tin sao Ngươi có nhân phẩm à? Ánh mắt tạ chi phi lộ ra cảnh cáo. Ngươi an phận cho ta. Yến tam hợp xoay người lên ngựa, roi vung lên, một người một ngựa chạy như bay. Tả chi phi ngồi trở lại xe ngựa, nhìn bóng người tùy ý phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ừ, cưỡi ngựa hít thở không khí cũng tốt. Tốt lắm. Trong xe ngựa thay đổi người, ai nhìn ai vừa xem là hiểu ngay. Lý bất ngôn nhìn chầm chầm bùi tiếu hồi lâu, đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó tay sờ vào trong ngực, rút Nguyễn kiếm ra, đặt ở giữa hai người. Kiếm kia trong lúc sóc này tỏa ra sự lạnh lẽo chết người. Bùi tiếu, Lý bất ngôn cười vô hại. Bùi đại nhân, ta có thể động thủ thì tuyệt đối không nói nhảm, có thể móc mắt tuyệt không chặt tay. Đồ man dở, thô lỗ. Bùi tiếu nghiến răng, xoay người để lại bóng lưng cho Lý bất ngôn, thầm nói ông ấy chẳng thèm nhìn ngươi lấy một cái đâu nhé đi đường đến lúc trời trạng vàng thì sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Tả Chi Phi nhìn mây đen phía chân trời kêu. Yến Tam hợp sợ là trời sắp mưa tìm một chỗ nghỉ chân đi. Yến Tam hợp lập tức nghiêng đầu. Được tiểu thư người lên xe ta đi phía trước dò đường. Lý bất ngôn thò ra nửa cái đầu từ trong xe. Tốt nhất có thể tìm một trạm dịch tìm không thấy trạm dịch thì tìm một thôn cũng được. Được. Một tiếng này vừa mới nói xong. Hạt mưa to như hạt đậu tương lộc bộp rơi xuống. Cơn mưa này khiến tất cả mọi người đều chờ tay không kịp. Tạ Chi Phi vừa ổn định xe ngựa, vừa đứng thẳng lên nhìn xung quanh. Xung quanh là một vùng hoang vu, đến cây che chắn cũng không có. Yến Tam Hợp, hắn kêu to. Yến Tam Hợp nghe hắn kêu, thu dây cương chờ hắn đuổi xe lên. Lúc gần kề vai, Tạ Chi Phi nói: "Con đường phía trước không quen thuộc, mưa lại quá lớn, không thể đi về phía trước." Yến Tam Hợp đã nhìn thấy phía trước có một sườn núi nhỏ, mưa gió là từ phía tây bắc đập tới, trốn về phía đông nam sườn núi, ngựa có thể bớt chịu khổ một chút. Nàng quyết định rất nhanh. Các ngươi dừng lại trước đi, ta ra phía trước xem thử. Tiểu thư, ta đi, không có thời gian đổi người. Yến Tam Hợp không quay đầu lại. Ta về ngay thôi, Yến Tam Hợp, tạ chi phi sốt ruột đến độ kêu to. Phía trước không rõ đường đi, ta không cho phép ngươi hành động một mình. Mưa lớn như vậy, trước mắt trở nên trắng xóa, không nhìn thấy gì, nơi quỷ quái này lại hoang vu như vậy, lỡ như. Ầm. Um, hí. Ai ra? Tả Chi Phi chỉ cảm thấy trong tiếng kêu vang này, trái tim và nửa thân xe đang chìm xuống. Chương 104: Lật xe. Yến Tam Hợp nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn, ánh mắt trợn tròn. Không ngờ, chiếc xe lại bị lật. Nàng vội vàng quay đầu ngựa, chạy như bay tới. Đến gần, mới phát hiện bánh xe bên trái bị lún ở trong mương, một con ngựa cũng rơi xuống, phát ra tiếng kêu rên. Một con ngựa khác nghe thấy tiếng gọi của đồng bạn, bất an đá móng trước. Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Không biết, tạ chi phi chật vật nhảy xuống xe. Yến Tam Hợp, ngươi giúp ta chấn an một chút. Bùi Minh Đình, Lý Bất Ngôn, hai người các ngươi có sao không? Còn sống. Lý Bất Ngôn dùng cả tay lẫn chân, bò từ trong xe ra, thuận thế quỳ dạp trên mặt đất nhìn thử, cực kỳ giận dữ. Ta để tiên sư nhà nó, đứa chó nào mất dạy đào một con kênh ngầm ở nơi quỷ không ỉa này, đúng là thiếu đạo đức. Trong xe, bùi tiếu bò được một nửa thì dừng lại. Người này sao lại giống ta thế, mắng chửi giỏi ghê. Tả chi phi ngồi xổm xuống. Thế nào, có bị thương không? Lý bất ngôn lắc đầu đứng dậy. Quay người lại, nhìn thấy bùi tiếu gian nan bò như con rùa đen, đưa tay túm lấy cổ áo hắn sách hắn như sách gà con ra khỏi xe ngựa bùi đại nhân có bị thương hay không tâm hồn ta bị tổn thương có thể nói không sao ngươi lại sách giỏi như vậy bùi đại nhân lào đào mấy cái mới đứng vững bây giờ làm sao đây tạ chi phi lau nước mưa trên mặt dù thế nào cũng phải đưa xe ngựa lên trước yến tam hợp ngươi nói xem yến tam hợp vỗ lưng ngựa không sai tạ chi phi minh đình hai chúng ta xuống dưới đứng im hết để ta xem. Lý bất ngôn đi vòng quanh xe ngựa hai vòng nói với Tạ Chi Phi cắt đứt dây cương đưa ngựa lên trước. Tạ Chi Phi ngươi chắc chứ? Lý bất ngôn rút nguyễn kiếm trên người chém xuống phải chắc ư? Ngựa cởi bỏ gánh nặng trên người cố nhúc nhích mấy cái trong mương không nhảy ra kéo ngựa lên. Lý bất ngôn và Tạ Chi Phi nhìn nhau một người kéo chân trước một người kéo chân sau cuối cùng cũng kéo ngựa lên tiểu thư dắt ngựa đi đừng để nó chạy lý bất ngôn lại nhảy xuống mương lại chỉ huy nói tam gia ở phía trước ta ở cuối cùng bùi đại nhân ở chính giữa ta kêu một hai ba mọi người cùng nhau dùng sức mưa to gió lớn bùi đại nhân vẫn còn tâm trạng hỏi vì sao ta phải ở giữa phía trước xe nặng nhất chỗ này ngoại trừ ta tam gia thì không ai đỡ nổi đuôi xe là mấu chốt ta biết chút công phu tay chân về phần giữa. Lý bất ngôn cũng lười nói. tự nghĩ đi. Bùi Tiếu tức đến mức muốn xông tới bóp chết nàng. được rồi. Tạ Chi Phi ngồi xổm xuống. đừng nói nhảm nữa, làm việc đi. Bùi Tiếu nén giận đi tới giữa. Lý bất ngôn hô. nghe ta chỉ huy một hai ba đứng lên một hai ba đứng lên một hai ba đứng lên. bánh xe rơi xuống đất, trái tim mọi người cũng rơi theo mưa càng lúc càng xối xả, người ai nấy đều ướt đẫm. Tả chi phi vỗ vai Yến Tam Hợp. Lên xe tránh mưa đi. Yến Tam Hợp trong tay dắt hai con ngựa. Vậy ngựa thì sao? Tả chi phi giật lấy dây cương. Ngươi không cần lo, ta nghĩ cách, mau lên đi. Yến Tam Hợp không khách khí với hắn, dùng ống tay áo lau nước mưa trên mặt, chui vào trong đầu tiên. Đỡ đá, chờ đá, cởi giày rồi hắn lên. Bùi tiếu sốt ruột đến độ hô to. Chăn đệm của ta, Ôi chào, đám phá sản các ngươi. Một lát sau, ké phá sản cuối cùng, tả tam ra chui vào trong xe, không gian vốn nhỏ hẹp trong xe lập tức chật trội. Ba người kia yên lặng nhìn nhau, ôm chân cuộn tròn lại. Yến tam hợp đặt đầu lên gối, rũ mí mắt, hỏi. Sắp xếp ổn thỏa chưa? Tả chi phi lắc đầu, hất nước mưa trên mặt ba người. Không có chỗ sắp xếp, trên xe có hai cái áo tơi, dùng đỡ một chút đi phi ly bất ngôn khẽ cười một tiếng Bùi tiếu nhìn đệm chăn ướt đẫm dưới mông tim cũng đang dỉ máu đã như vậy rồi mà ngươi còn cười được ly bất ngôn không để ý tới hắn dùng cánh tay hít vào yến tam hợp xem kia hai người bọn họ có giống hai con gà lột không yến tam hợp khẽ nâm cằm bất ngờ không kịp đề phòng ánh mắt tạ chi phi đôi mắt kia ướt súng trên lông mi cũng dính nước mưa khóe môi người nó cong lên cũng cười rộ lên theo Lý bất ngôn, mắt ngươi không tốt rồi, ba chúng ta vừa lăn khỏi đống bùn, phải gọi là gà hoa, tiểu thư nhà ngươi sạch sẽ một chút, mới là con gà luộc. Bùi tiếu đảo mắt một vòng, lắc đầu. Tạ ngũ thập, mắt ngươi cũng không tốt, rõ ràng là hai con gà trống và hai con gà mái. Mắt bùi đại nhân càng không tốt. Lý bất ngôn không khép miệng lại được. Rõ ràng hai con gà con, hai con không phải gà con. Tạ chi phi. Ai là gà con hả? Bùi tiếu ai không phải gà con. Phì, Yến Tam hợp lại nhịn không được, khẽ cười. Lúc này, bên ngoài xe, mưa to như chút nước, màn đêm tối sầm. Trong xe, giả Minh Châu đặt ở một góc, tản ra ánh sáng âm u. Thiếu nữ cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, tóc còn đang nhỏ giọt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời lên theo nụ cười của nàng. Giống như giếng cạn đột nhiên có tia sáng chiếu vào giống như trong rừng rậm sương mù dày đặc có trận gió mát thổi qua tà tam gia nhìn đến choáng váng có vô số giọng nói tràn vào lỗ tai của hắn nhưng hắn chỉ có thể nghe thấy một câu nàng cười rộ lên cũng rất đẹp bùi tiếu im lặng quay mặt sang một bên bà đồng này mà cũng biết cười nữa trong xe ngựa có một khoảnh khắc yên tĩnh sự yên tĩnh này khiến yến tam hợp đột nhiên ý thức được bản thân chưa từng cười như vậy trước mặt người ngoài cảm giác không được tự nhiên trong lòng còn chưa trào lên thì một ý niệm khác đã xuất hiện trước không đúng trên quan đảo sao vì sao lại có kênh ngầm sao theo từ điển nguyễn quốc hùng thì quan đảo có nghĩa là đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi đường xá do triều đình nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng nàng trầm mặc một lát mưa này tránh không nổi nữa chúng ta phải đi nhanh lên đi ngay lập tức không khí trong xe ngựa tự yên tĩnh bỗng biến thành căng thẳng mọi người đều biến sắc. Ngoại trừ bùi tiếu. Bùi tiếu khó hiểu. Yến Tam Hợp, tại sao phải đi nhanh? Yến Tam Hợp lại làm như không nghe thấy, ánh mắt vừa nâng lên nhìn thẳng về phía tả chi phi. Trên quan đảo đào canh ngầm, chắc chắn là do con người. Phản ứng của tả chi phi có thể nói là nhanh nhẹn. Có thể dùng được xe ngựa thì không phải là hộ gia đình nhỏ. Trốn hoang vu giã ngoại, xem ra có người muốn cướp tiền. Lý Bất Ngôn vừa nói, vừa sờ lên thắt lưng. Bùi tiếu vừa định nói, Yến Tam Hợp đã nói tiếp. Lúc này mưa to, bọn họ cũng bị vây khốn, mưa vừa tạnh sẽ lập tức hành động. Tả chi phi. Cho nên, chúng ta phải nhân lúc này trốn trước một bước. Lý bất ngôn nhớ mày. Không muốn trốn cũng được, dù sao một mình ta đánh mười mấy cầm y về cũng không sao, mấy tên vặt vãnh trên núi thì càng không cần sợ. Yến Tam Hợp. Tình hình địch không gió, chúng ta không đánh được, trốn đi. Tả Chi Phi, chỉ sợ phía trước còn có kênh ngầm, xe không thể được. Lý Bất Ngôn, ba con ngựa, bốn người, chia thế nào? Yến Tam hợp, ta và Bất Ngôn cưỡi một con. Tả Chi Phi, Minh Đình cưỡi ngựa không được, ta và hắn cưỡi con ngựa cường tráng kia. Cái gì gọi là ta không được? Nam nhân có thể nói không được sao? Bùi Đại Nhân định mở miệng lần nữa thì bị Lý Bất Ngôn đoạt trước. Ta đi đầu, gặp nguy hiểm ta sẽ kêu lên cảnh báo. Yến Tam Hợp. Chuyện này không được do dự, lập tức hành động đi. Chờ đá. tả chi phi. Giảm bớt hành lý, mang theo ngân phiếu lương khô là được, những thứ khác thì bỏ hết, có thể chống đỡ hai ngày, Chu Thanh sẽ đuổi kịp chúng ta. Lý bất ngôn. Đồng ý. Yến Tam Hợp. Đồng ý. Tả chi phi giải quyết dứt khoát. Hành động. Bùi đại nhân. a à, cho ta nói gì được không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 105, quan dịch. Nói làm là làm. Tạ Chi Phi là người đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, xông qua rút kiếm cắt đứt dây cương trên ngựa. Lấy hai chiếc áo tơi ném cho một cái yến tam hợp, một cái cho lý bất ngôn. Hai người mặc vào đi, chắn mưa. Bùi tiếu theo bản năng hỏi. Ấy, thế của ta đâu? Yến tam hợp ném áo tơi trong tay cho hắn. Ngươi mặc đi, ta không cần. Bùi minh đình. Tạ chi phi giơ tay vào đầu bùi đại nhân một cái. Bùi đại nhân kêu lên. Ôi, tạ ngũ thập, người tập kích ta. Cầm miệng, muốn kéo sơn phỉ tới sao? Tạ ngũ thập tự nhiên muốn chôn sống vị. Tổ tông. Này, bùi đại nhân vừa phải xoa đầu, vừa che miệng, trên tay còn cầm một chiếc áo tơi, bẩn không chịu nổi. Lên ngựa. Yến tam hợp dùng sức buộc chặt tay nải. Xuất phát. Lý bất ngôn khoác áo tơi gật đầu với Yến tam hợp. Đi theo ta. Tạ Chi Phi thấy hai người động tác mau lẻ thì cũng vội vàng dắt ngược qua, vừa quay đầu, thấy bùi tiếu ôm cái áo tơi giật mình sừng sốt, thì giận dữ hét lên. Tổ Tông, mặc vào đi, ta mặc gì chứ, là cho cái tên quỷ đoàn mệnh ngươi đó. Bùi tiếu nhét áo tơi vào ngực Tạ Chi Phi, lầm bầm nói. Là tên nào từ nhỏ vừa ướt mưa là bệnh hả, còn đánh ta, hắn có phải là con người nữa không thế? Tả tam gia không phải con người lau mặt, khoác áo tơi lên người, giọng nói dịu dàng lên ngựa thôi ngươi cũng chui vào trong áo tơi của ta đi chết tiệt bùi đại nhân ta cũng nghĩ như vậy đấy cưỡi ngựa trong mưa thì chết cóng ta mất hai người lên ngựa bùi tiếu chui vào trong áo tơi đột nhiên hỏi đúng rồi lý bất ngôn bình thường không phải bảo vệ chủ nhân lắm sao hôm nay lại không nhường thế hai chân tạ chi phi kẹp bụng ngựa trong lòng chỉ đáp một câu không phải không nhường là nha đầu kia căn bản không sợ lạnh. Ba con ngựa chạy như điên trong đêm mưa. Ngoại trừ cái bóng lờ mờ trước mắt thì mưa gió bên tai dần dần rút đi giọng nói trong lòng tạ chi phi. Hắn có cảm giác rất kỳ quái, cứ như rất lâu về trước mình cũng đã từng đuổi theo cái bóng như thế rồi vậy. Cũng không biết chạy bao lâu, từ phía xa nhất truyền đến tiếng kêu của Lý Bất Ngôn. Nhìn xem kìa, phía trước có quan dịch. Mọi người ngước mắt nhìn, từ phía xa mơ hồ có ánh đèn. Bồ Tát ơi! Bùi tiếu kích động phun nước mắt. Mông của ta được cứu rồi. Tổ tông này còn nhớ những thứ khác không? Tả chi phi cười khổ. Bốn người xoay người xuống ngựa, tiểu nhị quan dịch nghe được động tĩnh thì vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy thì há hốc mồm. Bốn người ướt đẫm từ đầu đến chân. Bùi tiếu lấy tiền từ trên chiếc thắt lưng ướt súng. Bốn gian phòng tốt nhất, nước nóng, cơm nóng, nhanh lên. Còn nữa, bốn bộ xiêm y sạch sẽ tất dày yến tam hợp bổ sung quần áo trong tay này đều ướt cả rồi tiểu nhị liếc mắt một cái đã nhìn ra yến tam hợp và lý bất ngôn là nữ cải nam trang khó xử e là không có cỡ cho hai vị khách quan nói nhiều thế làm gì tả tam ra lạnh giọng bảo ngươi lấy bốn bộ thì cứ lấy bốn bộ đi lát nữa đốt lửa chúng ta tự hong khô quần áo bùi tiếu chừng mắt còn không mau đi chuẩn bị mời mấy vị quan ra vào trong, tiểu nhân đi chuẩn bị. Tiểu nhị vừa chạy vừa hô. Lý bất ngôn cười híp mắt. Quan uy của tam gia, bùi gia được đấy. Ngươi thì biết cái gì. Bùi tiếu hất mái tóc ướt. Tiểu nhị ở quan dịch là hay xem mặt đặt tên nhất. Nếu ngươi không cứng với hắn thì hắn không thèm liếc ngươi đâu. Lý bất ngôn cười nói. Nếu như ta kẻ đao trên cổ hắn, chẳng phải hắn sẽ không quên ta cả đời luôn sao. Đừng có hở ra là đau đau đau, chúng ta là quan, không phải thổ phỉ. Bùi tiếu vung tay áo ướt, đi vào trước. Quan phỉ một nhà, chưa từng nghe à. Lý bất ngôn trả lời một câu, vừa muốn đi theo sau, thì đã bị người khác nắm gáy kéo lại, thân thể nàng ngả ra sao, Yến Tam Hợp đã dảo bước tiến lên ngưỡng cửa. Lý bất ngôn quay đầu thấy tả Tam ra sách gáy mình, không hề giận chỉ thấp giọng nói. Tam gia, không phải ta muốn giành đi trước đâu, là nha hoàn phải đi trước chủ tử để chắn đao thôi không tới phiên ngươi chắn đau. Sao, sợ tiểu thư nhà ta đứng trong gió lạnh lâu bị cảm lạnh. Tả tam ra cười một tiếng, không quay đầu lại ném xuống hai chữ. Đúng vậy. Lý bất ngôn nhìn bóng lưng người này, không giận mà còn cười. Trong xe ngựa nàng nói. Hai con gà con, hai con không phải gà con. Là đang thăm dò tả tam ra. Lý bất ngôn đâu có mù. Đang yên đang lành lại cứ trộm ngắm tiểu thư nhà ta. Hừ cái tên ba ngày hai bữa đến câu lan nghe nhạc chơi bởi thì đừng mơ theo đuổi được tiểu thư nhà ta. Tả tam gia căn bản không biết hình tượng của bản thân trong lòng lý bất ngôn đã sụp đổ. Yến tam hợp. Lúc lên đến cầu thang, hắn đột nhiên gọi một tiếng. Yến tam hợp dậm chân, quay đầu nhìn hắn. Tả chi phi cắn cắn môi, nói. Trên người các ngươi còn bao nhiêu bạc? Yến tam hợp không giấu giếm. Lúc đi tổng cộng mang theo 800 lượng. Tả chi phi nhìn xung quanh, tiến lên một bước nói. Trên người ta và Minh Đình chỉ có 50 lượng. Vì vậy, ông quan nào đó vừa diễu võ dương oai, thực ra trên người chẳng có bao nhiêu tiền. Vì vậy, sau này tiền ăn ở nàng phải lo sao? Không đúng. Yến Tam Hợp đột nhiên mở to hai mắt. Tạ Chi Phi thấy nàng mở to mắt thì thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với người thông minh đúng là tiết kiệm sức lực. Lần này ra ngoài, mấy người Chu Thanh đều cho rằng gặp xong Vũ Trần sẽ chạy về kinh thành nên trên người chỉ mang theo hơn một trăm lượng bạc mà Tả Phù Tam gia và Bùi gia Đại gia ra ngoài từ trước đến nay trên người chỉ mang theo vài lượng bạc vụn quan uy đã bày lên rồi nếu đến ngày mai tính tiền lỡ như không móc ra được nhiều bạc như vậy thì không phải khiến người ta chê cười sao trả lại hai gian phòng lát nữa bạc sẽ đưa tới cho ngươi Yến Tam hợp bỏ lại một câu này rồi lắc đầu rời đi nhà nghèo đường giàu, đám con cháu quan lại này cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa. Nghĩ gì? Còn không phải gấp quá nên phải thế sao? Tả chi phi ung dung sờ cằm, không hề áy náy. Bốn gian phòng biến thành hai gian, sắc mặt tiểu nhị lập tức trở nên khó coi, lúc mang thức ăn lên mặt cứ thối đần ra, tay chân nặng trịch, chỉ thiếu điều hết mũi lên trời nữa thôi. Còn không đợi hai vị quan gia nổi giận, Lý Bất Ngôn đã rút thanh Nguyễn Kiếm ném về phía cây cột kiếm đâm vào sâu nửa cột. Tiểu nhị sờ tới mức nhũn chân ra, thái độ đổi 180 độ, ân cần đến mức hận không thể gọi bốn vị một tiếng. Ra ra. Nữa thôi. Tả chi phi và bùi tiếu liếc mắt nhìn nhau, cùng nghĩ. Nếu xét đồ ghê gớm thì bà cô kia mới nhất. Yến Tam hợp lại vì thế mà nghĩ tới một chuyện. Mấy quan dịch ngang qua phủ Vân Nam, các tiểu nhị ai nấy đều tươi cười, ngoại trừ quan uy không lớn không nhỏ của tả chi phi, thì chỉ e là bạc mới là tác dụng mấu chốt. Nàng ho khan một tiếng, đặt túi tiền lên bàn. Đều ở bên trong. Tả chi phi giật mình. Hắn đâu có nói là lấy hết. Dưới bàn, bùi tiêu đá đá hắn, còn thất thần làm gì, cầm trước đi đã. Tả chi phi nhận lấy túi tiền đặt bên cạnh, nhìn Yến Tam Hợp thật sâu. Trong ánh mắt có sự cảm ơn. Trường 106, ăn cơm. Yến Tam Hợp không thèm để ý Tả Tam ra cảm tạ tả ra nhà lớn nhiều tiền sợ gì không trả lại gọi nửa cân rượu trắng đến đây mọi người uống trừ hàn khí nàng nói tả chi phi lúc này mới phát hiện lý bất ngôn rút kiếm về rồi thì yêu xìu nằm trên bàn sắc mặt không tốt lắm tiểu nhị cho nửa cân rượu trắng xoay người hắn cúi đầu hỏi bị cảm lạnh sao lý bất ngôn cười nói không sao uống vài ngụm rượu nóng là ổn rồi dưới bàn bùi tiếu lại đá tạ chi phi, sao người giỏi võ lại bị bệnh, kỳ quái ghê. Tạ chi phi đá lại, thấy chuyện gì kỳ lạ trên hai người này thì im mùm lại cho ra. Rượu dâng lên, bốn người chia một phần, mỗi người chia nửa bát. Yến Tam hợp rót nửa chén của mình cho Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn uống một hơi xong, lại uống chén canh nóng, bèn đứng dậy nói. Tiểu thư, ta đi ngủ trước, ủ mồ hôi, đắp kín chăn, ta ăn xong sấy khô quần áo thì tới. Yến Tam Hợp nhìn nàng lên lầu, chờ sau khi truyền đến tiếng đóng cửa mới cầm đũa cúi đầu ăn cơm. Thức ăn ở quan dịch còn lâu mới ngon bằng quán trọ nhỏ kia, có mấy món ăn đã nguội, nhưng đang ở ngoài nên không ai để ý lắm. Đang ăn thì Yến Tam Hợp phát hiện không đúng, có tầm mắt rơi thẳng vào trên người nàng. Yến Tam Hợp bất thình lình ngẩng đầu, Tạ Chi Phi không kịp thu hồi tầm mắt, hai người nhìn nhau. Tạ Tam Gia nhìn ta làm gì? Ngươi ăn cơm lúc nào cũng chậm như vậy sao? Yến Tam Hợp buồn bực. Có vấn đề gì sao? Tả Tam Gia nhếch môi cười. Ăn chậm tốt, dễ tiêu hóa, không hại dạ dày. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Yến Tam Hợp cảm thấy người này cứ vào bữa ăn là lại kỳ lạ. Ở Xuân Phong lâu là như vậy. Bữa trưa ở Quý Gia cũng như vậy. Tả Chi Phi thu ánh mắt lại, xong lại không cam lòng, bèn liếc Yến Tam Hợp một cái. Dưới bàn có người đá hắn nhìn qua thì thấy bùi tiếu chớp mắt một cái, người nhìn chầm chầm cô nương người ta ăn cơm làm gì. Tả tam gia, sao ở đâu cũng có người thế, ăn cơm của ngươi đi. Bùi tiếu, người vừa rồi lại nhìn nàng. Tả tam gia nghiến răng, người mù đi cho ta. Bầu không khí không đúng, yến tam hợp lại lần nữa ngẩng đầu. Hai người bên cạnh một người ăn cơm, một người dùng bữa, thần sắc bình tĩnh lạ thường. Đều là con cháu thế gia, tuy rằng bình thường điên cuồng, lưu manh, nhưng quy củ trên bàn cơm cũng không đến nỗi. Hai người ăn uống không phát ra chút âm thanh nào. Trong sự yên tĩnh đó, Yến Tam hợp cuối cùng cũng ăn đến miếng cuối cùng. Nàng nhíu mày, hơi chu miệng, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhét miếng cuối cùng vào. Nhai nát, nuốt xuống, sau đó nàng buông đũa xuống nói. Các người cứ từ từ ăn, ta, Yến Tam hợp. Tạ Chi Phi đột nhiên gọi nàng lại. Vừa rồi lúc ăn miếng cuối cùng, vì sao phải hít sâu một hơi lại nhìn nàng yến tam hợp có hơi giận tạ chi phi ta ăn cơm ngươi hỏi làm gì tạ chi phi bị hỏi đến nghẹn họng ánh mắt lóe lên vài cái không làm gì cả chỉ là lần đầu thấy nên thuận miệng hỏi thôi yến tam hợp hận nhất người khác coi nàng là vật hiếm lạ hỏi cái này cái kia nàng đứng lên lạnh lùng nói tạ tam gia ta không thăm dò ngươi thì ngươi cũng đừng thuận miệng hỏi cho nhau chút thể diện là tốt nhất. Dứt lời, nàng phất tay áo xoay người rời đi. Bộ xiêm y nam tử trên người rõ ràng hơi lớn, mặc ở trên người nàng giống như bộ tăng bào, tay áo phất lên nhìn có hơi buồn cười. Tả chi phi thu tầm mắt lại, vừa vặn đụng phải ánh nhìn của bùi tiếu. Trên bàn chỉ còn hai người, bùi tiếu cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nói chuyện rồi. Tả ngũ thập, có gì đó không ổn, không ổn chỗ nào. Bùi tiếu thân thể tiến về phía trước, ngươi nói thật cho ta biết, có phải có ý với bà đồng họ Yến? Đừng nghĩ lung tung. Tạ Chi Phi luôn mỉm cười, đột nhiên âm trầm. Ta không có ý đó với nàng. Thật sao? Cực kỳ thật, đúng là thực kỳ thật sao? Tạ Chi Phi đập đũa xuống bàn, mày kiếm dựng thẳng lên. Bùi Minh Đình, con bà nó. Được rồi, được rồi, coi như ta lắm mồm. Bùi Tiếu giơ hai tay lên coi như đầu hàng. Ta ra phía sau hong quần áo bộ xiêm y rách nát này chất liệu thì kém, đường may cũng chẳng ra gì, áo quần của mình mặc vẫn thoải mái hơn, ngươi ăn no chưa, cùng đi đi. Ăn no cái gì mà no, rượu còn chưa uống hết. Tạ chi phi rót rượu thừa của bùi tiếu vào bát mình, uống một ngụm lớn. Rượu theo cổ hỏng vẫn đốt xuống, đốt đến lục phủ ngũ tạng, đốt một mùi lửa khô phiền não, không thể nói rõ. Hắn nặng nề đặt bát xuống, đi thẳng đến dưới mái hiên. Mưa vẫn đang rơi, cũng không có dấu hiệu dừng lại, gió lạnh khiến người hắn hơi run rẩy. Hắn biết rõ mình đang bực bội cái gì. Lúc nàng nhìn miếng cơm kia rồi suy xét có muốn ăn hay không, cực kỳ giống người kia. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó là hơi nhếch miệng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bất chấp tất cả, cuối cùng nhắm mắt lại, nhấc đũa lên. Mỗi một động tác đều giống nhau như đúc, nhưng rõ ràng không phải người kia, người kia đã sớm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân bùi minh đình con bà nó ngươi không thể để cho ta tả chi phi đột nhiên xoay người yến tam hợp lui về sau nửa bước nghiêm mặt nói ta tới nói với ngươi một tiếng ngày mai xuất phát muộn một chút tả chi phi khựng lại ngươi sợ lý bất ngôn đúng chuyện nhỏ này không cần nói với ta ngươi quyết định là được rồi giọng nói hắn lạnh lẽo nhưng giọng nói yến tam hợp còn lạnh hơn hắn theo ta thấy chuyện ảnh hưởng đến tiến trình thì không phải chuyện nhỏ, không quấy giày tà tam ra trầm tư nữa. Hay lắm, càng khó chịu rồi. Gió lạnh cũng không đè xuống được. Ngực tạ chi phi phập phồng. Ở trong bếp, Yến Tam hợp bắc một cái ghế dài, phủ quần áo hai người lên trên. Quần áo dễ khô, nhưng giày thì không. Hai đôi giày gấm Yến Tam hợp cầm trên tay hơ qua hơ lại trên bếp lò. Yến Tam hợp, bùi tiếu vừa hạ giọng rồi ngồi xổm xuống trên tay cầm hai đôi giày. Nhích ra cho ta một vị trí nào. Yến Tam hợp rụt tay về phía sau, bùi tiếu thuận thế vươn tay ra. Không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì là thiệt, nhưng cũng không nói gì. Bùi đại nhân sợ nhất là không nói gì, cảm giác rất gượng gạo, hắn ho khan một tiếng. Chuyện đó, chuyện lúc ăn cơm, ta thay tả ngũ thập xin lỗi ngươi. Yến Tam hợp chẳng thèm nâng mí mắt. Hắn bình thường không như vậy đâu, cái miệng nhỏ nhắn bình thường giống như bôi mật muốn ngọt bao nhiêu thì ngọt bấy nhiêu ta còn nói hắn là mật ong tinh đầu thai mà bùi đại nhân cười gượng hai tiếng là do ra ngoài đầu óc dầm mưa nên không bình thường thôi yến tam hợp lạnh lùng nhướng mắt đúng đó ta không nói láo đâu bùi đại nhân nghiêm túc gật đầu người này từ nhỏ chỉ cần dính mưa thì đầu óc lập tức không bình thường lúc nào cũng nhiễm bệnh còn không phải bệnh nhẹ có liên quan đến ta sao hề hề ngươi sao lại như vậy? Bùi đại nhân không thích rồi đó. Có câu tu 500 năm mới được cái quay đầu, mấy người chúng ta cùng nhau tránh mưa, cùng nhau vượt qua khó khăn, ăn cùng một bàn, còn cùng hơ dài trên lửa nữa, duyên phận này thế nào cũng phải tu hắn 500 năm mới đúng. Yến Tam Hợp thật không biết người này đông một búa, tây một gậy là muốn nói cái gì. Cho nên... Trường 107, mất tiền. Cho nên, người muốn đại nhân không chấp tiểu nhân hả? Bùi tiếu vẻ mặt thấm thía. Ngươi đừng thấy cái tên nhóc đó lên trời xuống đất nhìn giỏi giang như thế, nói cho cùng cũng chỉ là là con quỷ đoàn mệnh thôi. Hắn bị bệnh gì? Nhìn đi, nhìn đi. Ta ném quỷ đoàn mệnh ra, bà đồng họ Yến quả nhiên tò mò liền. Bùi tiếu nén lại chút đắc ý trong lòng. Bệnh trong thai, chữa không khỏi. Năm 11 tuổi mắc chút mưa, suýt nữa thì đi luôn rồi, bị ta khóc quá nên mới quay lại đó. Yến tam hợp, Ngươi còn có năng lực này. Bùi tiếu nhìn ánh mắt mờ mịt của nàng. Ngươi đoán xem đầu óc hắn có bình thường không, đến ta còn chẳng nhận ra, còn kêu ta cút đi, con bà nó ta đau lòng quá trời. Vẻ mặt bùi tiếu cực kỳ đau khổ. Nhưng sao ta còn để tính toán chuyện này với hắn, chắc chắn là không thể rồi, chúng ta chơi với nhau từ khi còn mặc quần thùng đít lận mà. Trong không khí có gì đó không ổn. Yến Tam Hợp ngừng đầu, nam tử từng mặc quần thùng đít kia đang khoanh tay lười biếng dựa vào khung cửa, ánh mắt lại là cái nhìn giết người. Hai, ngươi không lo nghe ta kể chuyện xưa đi mà nhìn gì thế? Bùi tiếu quay đầu rồi hét lên bật dậy, biến sắc mấy lần, rồi đột nhiên chửi ầm lên. Tả ngũ thập, nửa đêm canh ba ngươi còn ở đây giả thần giả quỷ, ta thấy đầu óc ngươi lại không bình thường rồi đấy. Tạ ngũ thập, bùi tiếu ném giày vào ngực hắn. Xin lỗi cô nương nhà người ta đàng hoàng đi, một tên nam nhân lại thích xen vào việc của nữ nhân, ngươi làm như thế có được không? Tạ ngũ thập, biếu môi gì hả, ta không đánh ngươi là vì nể tình từng thấy ngươi mặc quần thùng đít đó. Bùi tiếu đi tới bên cạnh hắn, nháy mắt một cái. Huynh đệ, ta giúp ngươi bác thang rồi đó, coi mà leo xuống đi. Còn nữa, đó là bà đồng đấy, chúng ta đắc tội không nổi, phải cung. Tạ ngũ thập, sao tâm trạng ta bây giờ lại phức tạp thế này? vừa muốn đánh chết hắn lại muốn gọi hắn một tiếng tổ tông tổ tông vung tay bỏ đi trong phòng chỉ còn lại hai người một người mặt lạnh ngồi xổm một người xấu hổ đứng đó tả chi phi đứng một lúc rồi ngồi xổm xuống thản nhiên nói vừa rồi là ta không đúng xin lỗi ngươi minh đình nói đúng đầu óc ta không tốt lắm yến tam hợp rũ mắt không lên tiếng tả chi phi cắn cắn môi cũng không biết nói tiếp như thế nào đây là cái miệng bôi mật của ngươi sao hả tả chi phi đầu tiên là ngẩn ra sau đó biến sắc mấy lần đang tìm cách dỗ thêm vài câu thì đã nghe yến tam hợp lạnh lùng nói miếng cơm kia ta theo thói quen để dư lại thói quen này từ nhỏ đã có không đổi được tả chi phi đăm chiêu nhìn nàng thật lâu sau cũng không nói gì yến tam hợp lại bị hắn nhìn đến phát điên đã sửa rồi không phiền tam ra quan tâm nữa sau này không muốn ăn thì đừng ăn Ánh mắt tạ chi phi dịu dàng. Chúng ta không thiếu một miếng kia, ngươi không cần ép bản thân đâu. Yến Tam hợp khựng lại. Không biết vì sao, khi nghe hắn nói như thế trong lòng nàng lại hơi chua xót, nàng chợt nghĩ tới tổ phụ. Cũng là ở trên bàn cơm, cũng là miếng cơm kia, hốc mắt nàng rưng dưng, ép buộc bản thân ăn miếng cơm kia. Sao có thể không ăn hết chứ, mỗi một hạt gạo trong nhà đều không dễ có, quần áo cũ trên người tổ phụ cũng sắp giặt rách rồi còn không có tiền đổi con à, yến hành xoa xoa đầu nàng, người sống trên đời ăn bao nhiêu cơm, hưởng bao nhiêu phúc, chịu bao nhiêu khổ đều có định số, chúng ta không ép bản thân nhé. Có thể không ép sao? Đi giữa mưa gió thế này, không sợ sống chết như này, ngoại trừ vì quý lão phu nhân và quý gia gia, thì nàng còn vì bản thân mình nữa. Nàng muốn sớm hóa giải tâm ma này, sau đó biết thêm một chút về quá khứ. Trong tay đột nhiên trống rỗng. Yến Tam Hợp ngẩng đầu. Tả Chi Phi lắc lắc đôi giày gấm trong tay, trêu chọc. Ngoài miệng không bôi mật thì tốt hơn, bôi nhiều quá, giày này sắp cháy rồi nè. Liên quan quái gì đến ngươi? Yến Tam Hợp rượt lại, liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi. Yến Tam Hợp, ngươi còn biết liếc mắt sao? Tả Chi Phi cười ha ha, cười đến càn rỡ lại vô lễ. Không được cười, vì sao chứ? Vì ngươi không biết hóa niệm giải ma hóa niệm giải ma cũng khiến người khác cười sao tả chi phi cúi đầu nhìn nàng giọng nói mang theo chút lấy lòng yến tam hợp chúng ta không giận dỗi nữa làm hòa đi ai giận nhau với ngươi hả là tả tam gia ngươi cố tình gây sự thì có yến tam hợp trong lòng oán giận ngoài miệng lại không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái nàng gật đầu một cái tả tam gia bèn không phiền não nữa trong lòng còn có chút vui sướng hắn bình tĩnh nói Ngươi đi xem Lý đại hiệp đi, để giày ở đó ta hong cho. Không cần, nàng ngủ rồi, ngươi cất bạc kỹ chưa? Bạc. Tả Chi Phi biến sắc, ném giày trong tay, cướp đường mà chạy. Trên ghế dài làm gì còn có túi tiền nhỏ nữa. Bùi Minh Đình, hắn kêu to một tiếng. Quần áo Bùi đại nhân đang cười một nửa, thì mở cửa thò ra nửa cái đầu. Làm sao vậy, ngươi có lấy cái túi trên băng ghế đó không? không có, không phải bà đồng họ Yến đưa cho ngươi rồi sao? Bùi đại nhân hoàn toàn không có ý thức được mình vừa nói vừa bĩu môi. Thế nào, không thấy hả? Quả thực không thấy nữa. Tả chi phi giận dữ cười gần, chức trách đầu tiên của ngũ thành binh mã ti chính là tuần bắt kẻ trộm, hôm nay còn có người trộm ngay trên đầu hắn. Hẳn là tiểu nhị trong tiệm, hoặc là vị khách nào đó. Giọng của bà đồng họ Yến vang lên sau lưng. Đã dám xuống tay, thì không có khả năng còn ở trong trạm dịch, hơn phân nửa là thừa dịp mọi người không chú ý chạy trốn rồi. Tìm tạ chi phi đập thình thịch, cứng ngắc nghiêng đầu. Yến Tam Hợp, làm sao bây giờ? Lời này nói ra, bản thân tạ chi phi cũng cảm thấy mất mặt. Tìm ông chủ trạm dịch, dùng thủ đoạn ép hắn xác nhận xem thiếu mất người nào, nếu như là tiểu nhị lấy thì kêu ông chủ bồi thường, nếu như là khách thì tự nhận xui xẻo. Yến Tam Hợp ngừng đầu nhìn cái tên đầu thò ra từ trong cửa bà đồng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Nói xong, nàng ôm y phục dày gấm bước lên lầu trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của tà tam gia và bùi đại nhân, sau đó khẽ đóng cửa lại. Chủ yếu là sợ làm ồn ảnh hưởng lý bất ngôn, nếu không thì tiếng đập cửa này chắc chắn sẽ mạnh đến rung trời. Ngoài cửa, tả chi phi hoàn hồn, sửa sang lại đồ đạp nói. Minh Đình, cầm kiếm của ta xuống, tới ngay. Bùi tiếu vội mặc quần áo, Dùng lễ nghĩa đạo lý là không được rồi đó, trực tiếp học lý bất môn gác kiếm trên cổ tiểu nhị cho nhanh. Tiểu nhị run rẩy đánh thức ông chủ, hai người cùng xem nhân số trong tiệm, một người cũng không thiếu. Lại đi kiểm tra khách đến. Thiếu một người. Thế này thì không nói lý lẽ với Trạm Dịch được rồi, chỉ trách mình không cất bạc kỹ mà thôi. Tả Chi Phi mặc kệ, túm lấy vạt áo ông chủ. Nơi này là quan dịch, các người ăn cơm của quan gia người vào ở là người nhà quan, có thể để mấy thứ mèo chuột vào ở được, ta không tìm người lấy bạc thì tìm ai đây? Ông chủ kêu rên. Quan gia à, người nọ không phải chó mèo gì đâu, người ta cũng cầm quan văn vào mà. Người cầm quan văn mà đi ăn trộm sao? Chuyện này. Ông chủ nóng này. Quan gia, làm người không thể không nói đạo lý được, nếu người cất ký bạc thì. Bộp. Một cây châm vàng nặng nề đặt trên bàn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 108, phản tỉnh. Một cây châm vàng nặng nề đặt trên bàn. Ông chủ, tối đa hai ngày, hai ngày sau chúng ta sẽ có người đến tiếp ứng. Cây châm vàng này đủ cho tiền cơm và phòng hai ngày rồi đó, cầm đỡ đi. Yến Tam hợp lạnh lùng nhìn tạ chi phi một cái. Đừng tranh cãi nữa, về phòng ngủ đi. Tạ chi phi kinh ngạc nhìn nàng. Không phải chuyện lớn gì, coi như dùng tiền mua một bài học. Yến Tam hợp nhìn hắn. Thiên đạo có luân hồi, người nọ đêm hôm khuya khoát chạy ra ngoài, thổ phỉ sẽ giúp chúng ta xử lý hắn. Tạ chi phi chán nản buông tay, trong lòng cực kỳ khổ sở, vốn tưởng rằng mình thế nào cũng hơn bùi minh đình một chút, kết quả. Cũng là một phế vật thôi. Đêm khuya trong phòng, không ai buồn ngủ. Tạ chi phi và bùi đại nhân mỗi người ôm một cái chăn, yên lặng nhìn đối phương. Một người cưỡi ngựa bị thương ở mông, mất mặt. Một người làm mất bạc, càng mất mặt hơn một hồi lâu sau, bùi đại nhân nói: tạ ngũ thập, ngươi có phát hiện không? thực ra bà đồng họ yến thực ra rất tốt. tạ chi phi chán nản thầm nghĩ, điều này cần ngươi nói ư? chẳng lẽ ta bị mù à? mặt hơi lạnh, tính tình hơi tệ. bùi đại nhân tự nói: nhưng hay mềm lòng, ra tay hào phóng, làm việc nghiêm túc, so với những cô nương nhỏ nuôi trong khuê phòng kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. tạ chi phi không nói lời nào. Chúng ta nói về chuyện mất bạc này đi." Bùi Đại nhân cực kỳ nghiêm túc phân tích, "Một câu oán giận cũng không nói với ngươi còn an ủi ngươi không phải chuyện gì lớn, nghe thử đi, tấm lòng đó." "Tiểu gia ta còn chẳng được như thế." Đáy mắt Tạ Chi Phi lộ ra một tia không kiên nhẫn. "Lại nhìn ngươi." Bùi Đại nhân đưa tay chỉ y. Bình thường đại cô nương tiểu tức phụ gì cũng dỗ được, sao đến lượt bà đồng họ Yến thì lại khác thường như thế? "Tạ Chi Phi quay mặt đi." "Thôi." đừng nói nữa, ngủ đi, ngươi tự kiểm điểm bản thân đi. Bùi đại nhân ngã xuống, lấy chăn trùm kín đầu. Ai sai người đó tắt đèn. Tả chi phi im lặng đi tắt đèn. Trong bóng tối, hắn nhìn lên đỉnh tấm màn trên giường, ánh mắt dần ẩm ướt, sau đó thì hơi đỏ. Đã là năm thứ chín rồi. Hắn còn có thể vì người giống nàng không ăn miếng cơm kia mà rối loạn tâm thần, làm mất bạc sao. Con bà nó, đời này của ta sao sống an ổn được đây? Tam gia thầm hỏi mình. Mưa rơi suốt đêm, đến hừng đông thì tạnh. Lý bất ngôn trùm mình để ra mồ hôi cả đêm, ngày hôm sau thức dậy lại hoạt bát tinh thần như cũ. Nàng vừa nghe tả Tam gia làm mất bạc, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà cũng giống yến Tam hợp. Được lắm, lần này Tam gia coi như dùng tiền mua được chút bài học rồi. Yến Tam khép chăn lại, dầu dĩ nói. Ta không ra ngoài, cơm chưa bảo người đưa vào phòng đi. Được. Lý bất ngôn nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt xong mở cửa xuống lầu lúc đi ra ngoài thì thấy có người còn dậy sớm hơn nàng. Ơ ờ, Tam gia chào buổi sáng, ngươi đỡ hơn chưa? Nhờ phúc của ngươi cộng với ta lại là một nữ hán tử hôm qua Tam gia ngủ thế nào? Có chằn chọc khó ngủ không? Biết rõ rồi còn cố hỏi phải không? Nhờ phúc của ngươi ngủ rất ngon một giấc đến sáng. Tạ Chi Phi bình tĩnh nói. Lát nữa nói với tiểu thư nhà ngươi không cần chờ hai ngày, nhiều nhất là tối nay, bọn Chu Thanh chắc chắn sẽ tới, đến lúc đó sẽ trả bạc lại cho nàng. Lý bất ngôn chỉ cười không nói lời nào. Ngươi cười gì? Tạ Chi Phi cảm thấy người này thật khó hiểu. Người có thể khiến tiểu thư nhà ta lấy châm vàng kia ra, người cũng ghê gớm lắm. Tạ Chi Phi vẫn không hiểu nàng có ý gì. Cây châm kia là quà sinh nhật ta tặng nàng. Lý bất ngôn vừa đi vừa nói chưa tới thời điểm mấu chốt thì nàng sẽ không lấy ra dùng đâu. Tả Chi Phi chợt hỏi. Sinh nhật tiểu thư nhà ngươi là ngày nào? Tam gia, sau này chuộc được châm về rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý bất ngôn nhướng mày cười, bắt đầu hoạt động tay chân. Tả Chi Phi nghiến răng nghiến lợi, làm nha hoàn mà kiêu ngạo như vậy, Lý Đại Hiệp ngươi mới ghê gớm ấy. Ai cũng biết trì hoãn cả ngày, thì sau đó phải đi cả ngày lẫn để cho kịp thời gian. Tạ chi phi tập thể dục xong thì tìm gã sai vặt cho ngựa ăn, tiếp tục trở về phòng ngủ, cơm trưa cũng bảo tiểu nhị đưa vào trong phòng. Ăn xong, hai người lại ngủ tiếp. Bùi tiếu cảm thán, đây là ông trời thấy mông hắn đau nên cố ý sắp xếp để cho mông hắn nghỉ ngơi nhiều một chút đây mà. Tạ chi phi tức giận đá người này xuống. Gì nữa đây? Lúc trời chạm vảng, tiếng vó ngựa rồn dập từ xa đến gần, tạ chi phi vừa nghe âm thanh này thì bật dậy, đẩy cửa sổ ra quả nhiên là chu thanh chu thanh tới còn nhanh hơn hắn dự liệu hai ba canh giờ lúc xoay người xuống ngựa hắn và hoàng kỳ không hẹn mà cùng lảo đảo vài cái tả chi phi từ trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng suy nghĩ một chút rồi đi gõ cửa phòng yến tam hợp cửa mở lý bất ngôn thò đầu ra tiểu thư nhà ta nói để mấy người chu thanh nghỉ ngơi hồi phục một đêm ngày mai giờ dần một khắc rồi xuất phát Tạ Chi Phi bây giờ không hề ngạc nhiên về việc Yến Tam Hợp có thể đoán được tâm tư của hắn nữa rồi. Hỏi tiểu thư nhà ngươi, ăn cơm tối ở đâu? Trong phòng, mời nàng xuống ăn, kế hoạch đi tiếp thế nào cần nàng đến quyết định nữa? Tiểu thư nhà ta cũng nói, đi quan đảo, tất cả mọi người cưỡi ngựa, không có gì đặc biệt, kính xin Tam gia giúp bùi đại nhân nghĩ cách kiếm ngựa. Tạ Chi Phi, Lý bất ngôn cười híp mắt nói. Tam gia, còn có lý do để tiểu thư nhà ta xuống ăn cơm không? Có. Tạ Chi Phi chậm rãi nói từng chữ. Cây châm kia và 800 lượng bạc, ta muốn tự tay trả lại cho nàng để cảm tạ. Lý bất ngôn cười như một con hồ ly. Lý do này. Được. Ra, tin tức của Thái Tôn và Đại gia đã đến rồi. Chu Thanh liếm đôi môi khô nứt. Mai nương đưa 5.000 lượng, nàng nói đi đường cần nhiều chi phí, kêu ra mang trên người nhiều chút tả tam gia không nhìn bạc hỏi ngược lại tình hình hiện tại của quý gia thế nào rồi chu thanh nhìn bùi tiếu lúc ta đi thái tôn đang ở bắc tư nghe thẩm trùng nói quý lão gia sống chết không nhả ra bùi tiếu vội la lên có dùng hình không chu thanh thành thật nói xin lỗi bùi gia thời gian quá vội vàng ta không để ý hỏi minh đình lục thời thẩm vấn không thích dùng hình đâu tả chi phi vỗ vỗ vai bùi tiếu hơn nữa còn có hoài nhân cho dù nể tình hắn thì lục thời ít nhiều cũng sẽ bận tâm một chút. Thật sao? Bùi tiếu cầm chung cha dừng lại. Thật là cai giam á. Không nghe ra đây là lời an ủi sao? Một ngày, hai ngày không dùng hình, mười ngày nửa tháng cũng không dùng sao? Tạ chi phi hơi đè vai hắn nói tiếp. Kinh thành chúng ta ngoài tầm tay với, hiện tại quan trọng nhất chính là ở Quảng Tây, đoạn đường này chúng ta cũng không thể xảy ra sơ suất nữa. Bùi tiếu nhận ra sức nặng trên vai, đặt chung trà lên bàn. Chu Thanh, Hoàng Kỳ, hai người nghỉ ngơi trước đi. Ngũ Thập, giúp ta đến quan dịch chọn con ngựa tốt nào. Thuận tiện chuộc châm vàng yến tam hợp về luôn. Tả Chi Phi suy nghĩ một chút, lại dặn dò. Chu Thanh, giữ tiền cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để người khác lấy đi, lúc ăn cơm mang 800 lượng xuống, ta muốn trả lại cho Yến Tam hợp. Chu Thanh vừa nghe lời này, lại nghe việc chuộc châm của Yến cô nương, không khỏi kinh hãi. Người nào, dám lấy bạc của gia Trường 109, gặp mặt. Một tiện nhân. Tạ Chi Phi vừa nhắc tới việc này lập tức nổi giận. Chờ trở về kinh, ta sẽ nói với hoài nhân, khảo hạch cuối năm lại bộ không thể chỉ khảo hạch chiến tích, phải khảo hạch cả nhân phẩm nữa. Hoàng Kỳ thốt lên. Tam gia, tên trộm kia là quan sao. Đoán chừng là tiểu sứ ở góc hẻm nào đó. Tạ Chi Phi không muốn nhớ đến chuyện đó nữa. Không chừng giống như Yến Tam Hợp dự đoán, đã sớm chết dưới đao của đạo phỉ rồi. Quan dịch có ngựa, con nào con nấy đều nuôi rất mập mạp. Lấy ngựa đổi ngựa giá cả rất rẻ, bạc là sức mạnh của nam nhân, tạ chi phi đơn giản đổi luôn năm con khác. Kiểm tra móng ngựa, yên ngựa, hai người còn chưa mở miệng thì ông chủ đã vui vẻ lấy châm ra. Hắn làm việc ở quan dịch này hai mươi mấy năm, nghênh đón đưa đi gặp qua bao nhiêu quan viên lớn nhỏ. Hai vị công tử trẻ tuổi trước mặt này, nói toàn khẩu âm của kinh thành, 89 phần 10 là từ kinh thành đến, hơn nữa nhìn tướng ăn và khí thế thì hơn phân nữa là nhà thế gia, hắn đắc tội không nổi. Bữa tối nay xem như tiểu nhân tiễn đưa hai vị quan gia, không thu bạc. Tạ chi phi không hề khách khí. Kêu nhà bếp giúp chúng ta chuẩn bị lương khô hai ngày, sáu cái áo tơi. Ông chủ. Quan gia yên tâm, chắc chắn chuẩn bị thỏa đáng. Hai ngày. Cơ mông bùi tiếu bắt đầu căng ra. Đây mông ra đây hai ngày không được yên rồi. Lúc chủ tử Yến Tam hợp xuống lầu, tạ chi phi và bùi tiếu đã ngồi ngay ngắn trước bàn. Phía sau bọn họ, Chu Thanh, Hoàng Kỳ đang chắp tay đứng. Yến Tam hợp đi qua. Hai người các ngươi ngồi đi. Chủ tử ăn cơm, nào có hạ nhân ngồi cùng bàn. Lý cô nương kia không có quy củ thì không nói, Chu Thanh hắn sao dám. Cô nương dùng cơm trước, chúng ta, vậy tất cả mọi người cũng đừng dùng nữa khẩu khí yến tam hợp không vui tạ chi phi và bùi tiếu nhìn nhau một người kêu chu thanh ngồi một người kêu hoàng kỳ ngồi xuống chủ tử lên tiếng hai người không thể không run rẩy ngồi xuống yến tam hợp lúc này mới cùng lý bất môn ngồi xuống yến tam hợp ho khan một tiếng kêu các ngươi ăn cùng một là tiết kiệm thời gian hai là có lời muốn nói chu thanh thấy ra mình lười biếng ngồi đó thì vội nói cô nương mời nói chu thanh hoàng kỳ hai người cưỡi con ngựa tốt nhất chạy tới nam ninh phủ quảng tây trước yến tam hợp đến phủ nam ninh lập tức hỏi thăm nhà nhà ngoại của quý lão phu nhân ở đâu như vậy là tiết kiệm thời gian nhất hoàng kỳ nóng này yến cô nương vậy phải hỏi thăm thế nào yến tam hợp không trả lời mà liếc mắt nhìn tạ chi phi tạ chi phi suy nghĩ một lát quý gia làm quan ở hộ bộ thị lang hiền quý như vậy hẳn là có thể nghe ngóng được nếu còn hỏi thăm không được không thể không hỏi thăm được yến tam hợp nói tiếp một nữ ngư dân gà đến kinh thành làm phu nhân lão phu nhân của quan gia chuyện vinh quang như thế người ngoài thì không nói thì nhà ngoại của lão phu nhân cũng không thể nhịn được đâu nàng vừa nói như thế chu thanh bỗng nhiên sáng tỏ cô nương yên tâm chắc chắn không phụ lại sứ mệnh chỉ là sau khi nghe ngóng được rồi thì gặp cô nương ở đâu Yến Tam hợp nhưng mắt nhìn về phía Bùi Đại Nhân. Vừa nhìn Bùi Đại Nhân đã ngầm hiểu. Hoàng Kỳ, ngươi bảo đám lừa chọc chuẩn bị đồ ăn, cơm nước chờ bổn Đại Nhân đến thị sát. Hoàng Kỳ. Vâng. Yến Tam hợp gõ gõ ngón tay trên bàn. Bạc đâu, đưa cho ta. Tả Chi Phi đưa mắt nhìn Chu Thanh, Chu Thanh vội rút ra mấy tờ ngân phiếu. Yến cô nương, ngươi kiểm tra một chút đi, lấy hết ra đây. Chu Thanh yếu ớt nói. Yến cô nương, bạc này. Ngươi và Hoàng Kỳ để lại một ngàn lượng trên người, còn lại đều đưa ta bảo quản. Yến Tam hợp nhìn Tam gia. Yên tâm, không để Tam gia nhà ngươi đói chết đâu. Tam gia chột dạ sờ mũi, sau đó chớp mắt. Chu Thành lập tức rút mấy tấm ngân phiếu trong người ra, còn lại đều đưa cho Yến Tam hợp. Bùi tiếu dùng đầu gối đá đá tả chi phi, huynh đệ, nam nhân trên người không su dính túi rất thảm đó, xác định không tạo phản một chút sao. Tả chi phi nhướng mí mắt, phản ư, châm vẫn còn trong tay ta này. Hắn lấy cây chậm trong ngực ra đưa cho Yến Tam Hợp. Kiểm tra xem coi có hư hao gì hay không. Yến Tam Hợp đặt châm trên tay gầy vài cái, rồi nói. Đoạn đường sau này đều nghe ta chỉ huy, trên người có đau đớn thì cũng nghiến răng nhịn xuống, nhịn không được thì nghĩ tới quý gia, nghĩ tới lao ngục. Bùi tiếu, bà đồng họ Yến này sửa tả ngũ thập xong thì tới lượt ta rồi. Bà đồng Yến đặt châm lên bàn, cầm đũa lên. Ăn cơm. Tả Chi Phi cầm đũa lên, đồng thời chủ động dùng chân đá vào bùi đại nhân, Minh Đình, hay ngươi tạo phản một chút đi, khí thế của nha đầu này mảnh quá rồi. Khóe miệng bùi đại nhân co rút, điểm yếu của ta nằm trong tay nàng, tạo phản thế nào đây? Hai vị có ý kiến gì với tiểu thư nhà ta thì cứ nói, không cần dùng ánh mắt kháng nghị như thế đâu. Lý bất ngôn cười nói. Không có ý kiến. Hai vị ra đồng thời nhà ra bốn chữ, cùng cúi đầu ăn, cũng thầm mắng một câu coi như ngươi tinh mắt. Bữa cơm cuối cùng, mùi vị rất ngon. Yến Tam Hợp chậm rãi ăn đến miếng cuối cùng, hào phóng đưa cho Lý Bất Ngôn, sau đó dùng nước trà xúc miệng, chờ sau khi tất cả đều dừng đũa lại thì khẽ ho khan một tiếng. Nghe nói Tam Gia đang hỏi thăm sinh nhật của ta. Tả Tam Gia đang uống trà thì phụt ra, suýt nữa sặc chết. Chuyện đó không phải cố ý hỏi thăm chỉ là và lý cô nương nói đến nên thuận miệng hỏi thôi nói xong hắn vội vàng dùng đầu gối chạm vào bùi tiếu bùi tiếu vội hòa giải nói lỡ như sinh nhật ngươi chúng hai ngày này chúng ta cũng có thể chúc mừng ngươi một cái ấy mà yến tam hợp không nhanh không chậm cầm lấy ấm trà rót thêm cho mình chút nước sinh nhật con cái là ngày khổ của mẫu thân ta chưa bao giờ sinh nhật ta tam gia còn gì muốn biết không ta hỏi ngươi sẽ trả lời sao trả lời sẽ là sự thật sao người ngay cả sinh nhật cũng giấu giếm tạ chi phi cong môi cười hết rồi chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi bữa cơm này làm hắn nghẹn chết mất giờ dần một khắc trời vẫn còn tối trước cửa quan dịch sáu con ngựa chạy như bay khói bụi tung mù mịt trong đó hai con ngựa tốc độ cực nhanh dần dần kéo dài khoảng cách với bốn con ngựa phía sau lúc mặt trời mọc hai con ngựa phía trước đã chạy không thấy bóng dáng. Mà chờ đến khi mặt trời lặn, hai vị quan ra tả chi phi và bùi tiếu mới được ăn bữa cơm thứ hai. Một người hai cái bánh bao khô lạnh. Tả chi phi nhìn bánh bao trong tay, trong lòng cực kỳ cảm khái, tam gia ta quả nhiên không đói chết. Ăn xong, bốn người giữa lưng nghỉ ngơi hồi phục một canh giờ, sau đó tiếp tục lên đường. Chờ hai ngày ăn hết lương khô thì bọn họ mới được vào ở quan dịch. Tắm rửa, thay quần áo ăn cơm nghỉ ngơi đổi ngựa lại chuẩn bị đầy đủ lương khô hai ngày cứ lặp đi lặp lại như thế nửa tháng trôi qua tạ chi phi và bùi tiếu mới phát hiện ra hai chuyện chuyện đầu tiên yến tam hợp sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi lúc sắp đến giới hạn chuyện thứ hai đoạn đường này lý bất ngôn không để cho bọn họ lo lắng gì dù là tìm quan dịch hay là mua quần áo cho bốn người đều sắp xếp chu toàn không xảy ra chút chuyện gì đương nhiên Bùi đại nhân còn có một phát hiện đáng kinh ngạc. Trải qua nửa tháng ma sát, mông của hắn đã biến thành da dày thịt khô. Đừng nói đau, đến ngứa cũng không, thậm chí còn vững vàng đến độ chẳng cọ sát gì trên lưng ngựa cả, sự không thoải mái trong lòng cũng vơi bớt. Oa, à, đúng là chuyện cảm động trời đất mà. Chương 110, quán trà. Một tháng sau, bốn người thuận lợi tiến vào biên giới Quảng Tây. Vừa vào biên giới Quảng Tây, thời tiết đột nhiên chuyển nóng, giống như trời tháng 6 tháng 7 ở Kinh Thành, vừa khô vừa nóng. Yến Tam Hợp xưa nay sợ nóng không sợ lạnh, lập tức chịu không nổi, chóng đầu hoa mắt, gần như muốn ngã từ trên ngựa xuống. Tả Chi Phi nhìn thấy thế thì kêu to. Lý Bất Ngôn, dừng lại, nghỉ ngơi. Lý Bất Ngôn quay đầu, thì nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Yến Tam Hợp, vội nói. Tam gia, các người chăm sóc tiểu thư, ta đi tới phía trước xem có khách chạm hay không. Tả Chi Phi cưỡi ngựa đến trước ngựa với Yến Tam. Ngươi bị cảm nắng à? Yến Tam hợp gật đầu. Ta sợ nóng. Tả Chi Phi. Đến phủ Nam Ninh mua vài bộ quần áo mỏng trước đã. Bùi tiếu cưỡi ngựa chạy tới. Mua xong xiêm y thì đi ăn một bữa ngon, phải có rượu có thịt chứ nếu tiếp tục như vậy, lão tử sẽ thành hòa thượng thật mất. Tiểu thư, Tam ra. Lý bất ngôn chạy nhanh về phía bọn họ. Phía trước có một quán trà lạnh, nghỉ chân đi đá tiệm trà lạnh đặt dưới bóng cây, bốn bề thông gió, người đã ngồi chật ních. Yến Tam Hợp tìm một cái chiếu sửa vào cây. Tả Chi Phi vừa định tiến lên nhắc nhở một câu. Dưới đất lạnh, thì thấy nàng giơ tay cởi cục áo, vội vàng xoay người rời tầm mắt đi. Hắn bình tĩnh nhích qua bên cạnh nửa bước, đôi chân dài đem ngăn lại tầm mắt của mọi người. Trước đám đông cũng không chịu chú ý, không thấy trong quán trà toàn là nam nhân hà. Lý bất ngôn bưng chén trà tới. Tiểu thư, uống cho nhuận cổ họng đi. Yến Tam hợp một hơi uống hết. Thêm một chén nữa, được, Lý cô nương, của ta đâu? Tạ Chi Phi hỏi. Tam gia có tay có chân, tự đi lấy đi. Vẻ mặt Tạ Chi Phi trống rỗng, trong lòng vô cùng hoài niệm Chu Thanh. Uống xong hai chén, sự khô nóng chợt tiêu tan không ít, Yến Tam hợp gật đầu với Lý bất ngôn một cái, dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần. Chủ quán, Lý bất ngôn cười híp mắt đi qua nơi này cách phủ Nam Ninh còn bao xa thế? Chủ quán là một nam nhân hơn 50 tuổi, đen đen gầy teo. Không xa, cưỡi ngựa thì hai ba canh giờ là tới. Lý bất ngôn. Vậy, ngôi chùa nổi tiếng nhất phủ Nam Ninh ở đâu? Ông ta cười ha ha nói. Phủ Nam Ninh chúng ta nổi tiếng nhất chùa miếu ở núi Thanh Tú, tên là Quan Âm Thiền Tự, cô nương cũng vì cầu nhân duyên mà đến nghỉ, vậy thì mau lên, lấy được nén hương đầu tiên mới linh. Ông chủ à, mắt ngươi mù rồi hả, với tư sắc của vị cô nương này mà còn phải cầu duyên gì chứ, ngưỡng cửa e là đã bị bà mối đạp bằng rồi nhỉ. Đúng vậy, mặt ra mặt, eo ra eo, làn da mềm mại đến mức có thể nặn ra nước. Bốp, thanh nguyễn kiếm bên hông lý bất ngôn đặt mạnh lên bàn. Tất cả mọi người trong quán trà đều đồng loạt câm miệng, trong đó một nam tử trung niên mặc áo phải ném hai văn tiền rồi rời đi. Chu đại nhân, sao ta có thể lấy bạc của ngài? Chu đại nhân, Chu đại nhân. Ông chủ đuổi theo, người nọ khoát tay, xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi. Đúng là vì quan tốt. Lão hán thu tiền vào túi, vừa đi về, vừa cảm thán nói. Thế đạo này có thể có thêm mấy vị quan tốt như vậy thì cuộc sống của dân chúng chúng ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa ngừng đầu, lão hán trợn tròn mắt, tiệm trà lạnh vừa rồi còn đầy chỗ, bây giờ chỉ còn lại có bốn người khách. Cô nương à, người dọa khách của ta chạy mất rồi hắn rậm chân. Bồi thường cho ngươi. Lý bất ngôn lấy hai lượng bạc ném qua. Tiểu thư, tam gia, bùi đại nhân chúng ta nghỉ một lát rồi xuất phát thôi, chỉ hai ba canh giờ đường à, đi một hơi là tới. Tạ chi phi thấy Yến Tam Hợp dường như đã ngủ, vội chủ động đáp một tiếng. Được. Yến Tam Hợp không ngủ, chỉ là không muốn mở mắt, hình như là sắp tới tháng rồi, thật sự rất khó chịu. Qua thời gian một chén trà, nàng đứng lên, mới đi được hai bước thì đột nhiên dừng chân. Tạ Chi Phi, ngươi lại đây xem nè, có chuyện gì vậy? Tạ Chi Phi đi tới, nhìn theo ngón tay nàng, biến sắc. Đây là túi đựng tiền của ta, sao lại ở đây, chẳng lẽ? Tạ Chi Phi lập tức có đáp án. Tên trộm ở trong đám khách trà này. Bùi tiếu lại gần nhìn, thuận miệng nói. Có phải là Chu đại nhân vừa rồi không? Ôi trà, ta nói này khách quan, mặt ông chủ trầm xuống ngươi nghi ngờ ai cũng được, nếu dám nghi ngờ Chu đại nhân của chúng ta coi chứng bị xét đánh đấy, Chu đại nhân là quan tốt đấy. Bùi Tiếu không phục, quan tốt sẽ không trộm đồ sao? Nếu hắn biết trộm đồ, ta có thể lên trời. Ông chủ cực kỳ tức giận, dáng vẻ như muốn xông tới tìm Bùi Tiếu liều mạng. Ngày ấy một năm bốn mùa, mỗi quý đều phát cháo, quán trà lạnh của ta đây là do ngài ấy bỏ tiền ra đấy, dân chúng phủ Nam Ninh chúng ta, 10 người là có hết 5 người mang ân huệ của ngài ấy rồi. Dứt lời, hắn ném hai lượng bạc kia xuống đất. Ai cần tiền thối của các ngươi, cút, cút hết cho ta. Bùi tiếu đang muốn biện luận thì bị ánh mắt của tả chi phi làm dừng lại. Ông chủ à, ngươi đừng nóng giận, huynh đệ ta không biết nói chuyện, ngươi nói đúng, ai trộm cũng không thể là chu đại nhân trộm được. Vốn là điều không thể. Ông chủ tức đến đỏ mặt. Tả chi phi giật lấy bao quần áo nhỏ trong bụi cây, lại nhặt bạc lên. Ông nhận lấy bạc đi, đừng giận nữa, trời nóng thế này, buôn bán không dễ dàng. May mà ngươi hiểu chuyện đấy. Lão hán ngượng ngùng nhận tiền. Đúng rồi, hắn là quan gì của phủ Nam Ninh các ngươi vậy? Quan phủ mẫu của chúng ta, thì ra là chi phủ đại nhân, nhưng lúc này chi phủ đại nhân không phải nên ở trong nha môn sao? Nếu không sao lại nói ngài ấy là quan tốt, chu đại nhân ngồi ở nha môn không yên, cứ hai ba ngày lại chạy tới Điền Trang và trên núi. Hắn chỉ đi một mình à, chứ quan lớn thế mà sao không mang theo nha dịch nha dịch có mấy người chịu được trời nóng như vậy tùy tùng cũng không có sao tiền bạc của chu đại nhân đều dùng để giúp đỡ dân chúng chúng ta rồi đừng nói tùy tùng nghe nói trong phủ còn chẳng có bao nhiêu người hầu nữa kia quả là một quan tốt tả chi phi nhét hành lý vào tay yến tam hợp đi thôi tiệm trà lạnh rơi lại phía sau tả chi phi cưỡi ngựa đến bên cạnh yến tam hợp ngươi nói là hắn phải không yến tam hợp liếc hắn một cái không có bằng chứng không có căn cứ, coi như là hắn đi thì cũng là lấy của người giàu chia cho người nghèo, chuyện của đại hiệp làm, quan tốt như này nước Đại Hoa chúng ta có quá ít. Lý bất ngôn nói xong, nghiêng đầu, ha hả cười. Tam gia, còn chút lộ trình cuối cùng, chúng ta đua đi. Tạ Chi Phi bị nàng ta làm hứng thú, hắn đã sớm nhìn ra kỹ thuật cưỡi ngựa của nha đầu này cao minh rồi. Phần thưởng là gì, người thua giúp người thắng đi quan âm thiền tự đoạt nén hương đầu tiên. Tạ Chi Phi cười ha ha. Quyết định vậy đi. Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thời dơ roi cao lên, sau đó chạy như bay ra ngoài. Yến Tam Hợp. Bùi Tiếu nhìn mà lắc đầu không thôi. Ngươi nói hai cái tên kia có phải phải ngu không? Nén hương đầu tiên không phải chỉ là chuyện mà hữu thiện thế giơ một ngón tay là làm được hay sao? Yến Tam Hợp không để ý tới hắn, quất roi phóng ngựa đi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn